Xin chào tất cả các bạn, mời tất cả các bạn cùng theo dõi chương 100 của bộ truyện Tiên Hiệp Thánh Vương, chương 100 phá rối cầu hôn. Có đại nhân vật xuất thủ, thanh âm kia vang lên ầm ầm, một bàn tay khổng lồ thình lình xuất hiện trong hư không, khiến cho Dương Kỳ cảm thấy hít thở khó khăn. Dương Kỳ chưa từng thấy một cao thủ cảnh giới đoạt mệnh nào có khả năng như vậy. Đây là một đại cao thủ đoạt mệnh ít nhất cũng vài lần, có khí thế vô địch, giống như mấy trưởng lão trong Thánh Học Đường. Nhân vật kiểu này bảo sao chẳng kiêu ngạo, nhưng mà Dương Kỳ cũng chẳng sợ xa dở. Hắn lạnh lùng cười, bảo ta đi vào, ngươi có tư cách này không? Không sợ cắn phải lưỡi hay sao? Muốn cầu hôn cô của ta phải qua được ái này, nếu như không đánh bại ta thì cút đi. Vừa nói chuyện hắn vừa dậm chân một cái, ầm ầm, vô số chân khí từ dưới chân hắn nổ tung. Chân khí như một viên đạn bắn ra khỏi cơ thể, ngưng tụ thành một cái chân khí hình cầu cực lớn, bắn thẳng vào bàn tay khổng lồ. Chút tài mọn, thanh âm trong cung điện ngày một lớn và sắc bén. Theo sự biến hóa của âm thanh, chân khí cũng dần dần biến thành một cái bảo tháp. Bảo tháp này có 9 tầng do chân khí ngưng tụ mà thành, thế nhưng khí tức của nó tỏa ra lại vô cùng cường đại, có thể trấn áp tất cả yêu ma. Huyền Hoàng Tháp Đại Đế Khí Công. Dương Tô Tô vừa nhìn thấy cái bảo tháp chân khí này thì sắc mặt đại biến. Long Huyền Diệp, ngươi dám thương tổn cháu của ta, ta sẽ không để yên cho ngươi. Tố Tố, nàng yên tâm, cháu của nàng quá kiêu ngạo, ta thay nàng giáo huấn hắn một chút, tránh khỏi việc sau này hắn không coi ai ra gì, bị nhân loại, nhân vật lớn hại lấy đi tính mạng. Chân khí của người trong vật điện vẫn không thay đổi, bảo tháp càng lúc càng lớn, giống như một đại đế phủ xuống, khiến cho cả quảng trường chấn động. Cô, người này nói khoác mà không biết ngượng, cô đừng lo lắng, ta cháu phá cái Huyền Hoàng Tháp Đại Đế Khí Công này cho cô xem. Dương Kỳ bị ép nhưng vẫn bất động. Hắn nhìn quả chân khí hình cầu của mình, sau đó cho nó nổ tung biến thành ngàn vạn đạo kiếm, hét lớn một tiếng chém vào cái bảo tháp. A, thanh âm kia sửng sốt nói, dường như có chút bản lĩnh, kiếm thuật đã lộ hóa thuần thanh, nhưng mà chỉ dựa vào một cái chút bản lĩnh này mà muốn chống lại bảo tháp đúng là mơ tưởng. Đại đế thác tháp, đại đế cầm tháp. Ầm ầm, bảo tháp mãnh liệt xoay tròn, tháp chân kiên cố mà trấn trọng, giống như một đống thép vạn cân phá tan kiếm khí của Dương Kỳ. Kiếm khí của Dương Kỳ có thể cắt phá sắt thép, nhưng đối mặt với bảo tháp càn quét lại bị đánh tan từng đạo. Trong lúc đó, bảo tháp chân khí lại bành trướng, nó cao tới mấy trượng, ép thẳng xuống đầu Dương Kỳ. Bên cạnh bảo tháp loáng thoáng có thể nhìn thấy một cự thần bằng chân khí, giống như đại đế thời thượng cổ, trong tay cầm bảo tháp trấn áp tà ma, lực lượng vô cùng vô tận. Trong quảng trường vang lên thanh âm giống như thiên âm, đây là do việc vận chuyển khí công tới cực hạn sinh ra. Nghe đồn đại đế khí công là hoàng cấp khí công, bảo tháp huyền hoàng là một trong những biến hóa của đại đế khí công, chẳng khác nào là minh thần chi mâu trong thần tượng trấn ngục kình của Dương Kỳ. Thanh âm như chuông lớn, quảng trường dao động, chân khí bảo tháp chân áp xuống dưới, nhốt luôn cả Dương Kỳ vào trong đó, mọi chuyện như chưa bao giờ diễn ra. Dương Kỳ bị nhốt trong bảo tháp. Dương Tô Tố, nàng yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, chỉ dùng Huyền Hoàng Tháp trấn áp hắn 3 ngày 3 đêm. Tới khi hắn biết lời hại, xin lỗi học viện Nhật Nguyệt chúng ta, lúc đó ta sẽ bỏ qua cho hắn. Bây giờ nàng vào trong đi, chúng ta tiếp tục thương lượng chuyện cầu hôn. Thanh âm của đại nhân vật kia lại vang lên. Huyền Hoàng Tháp trấn áp Dương Kỳ, hắn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng hắn vừa nói xong thì mọi chuyện lại biến hóa. Trong Huyền Hoàng Tháp vang lên một giọng nói, chính là giọng nói của Dương Kỳ.
Ngươi tên là Long Huyền Diệp đúng không? Giam giữ ta 3 ngày 3 đêm, ngươi có bản lĩnh đó không? Phá cho ta! Ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên trong Huyền Hoàng Tháp truyền ra, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, Dương Kỳ lao ra bay lên bầu trời, lực lượng trên người tuôn ra dữ dội. Cái tháp chân khí kia bị nổ tung, lực lượng vụ nổ tản ra xung quanh tạo thành những cơn lốc sắc bén. Kiếm khí bắn ra xung quanh khiến cho đám đệ tử tinh anh của Học viện Nhật Nguyệt vốn không kịp đề phòng liên tục kêu thảm, máu tươi đầy mình. Bọn họ đã bị thương. Vốn bọn họ đều là cường giả cảnh giới đoạt mệnh, thế nhưng chân khí do Dương Kỳ và đại nhân vật Long Huyền Diệp hợp lại quá mức khủng bố. Trong lòng bọn họ là nghĩ một chuyện đã xong, không còn phòng bị. Sự việc xảy ra bất ngờ, không kịp phản ứng, cho nên bị cơn lốc kia phát tan chân khí hộ thân. Dương Kỳ từ trên bầu trời bước xuống. Cái gì lại có thể phát tan Huyền Hoàng Tháp đại đế khí công? Một tiếng nói tức giận vang lên, một cái bóng màu vàng từ trong cung điện vọt ra. Người này cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn là một thanh niên mặc y phục màu vàng, trên mình có thêm một con ngũ trảo kim long, giống như hoàng tử của hoàng thất. Trên người hắn chẳng những có lực lượng cường đại khiến khiếp người, mà còn có khí tức giống như đại đế quần lâm thiên hạ. Kỳ nhi, chóng đầy hại như vậy từ bao giờ? Dương Tô Tố không để ý tới việc nam tử này xuất hiện, mà dùng một loại ánh mắt vui mừng nhìn Dương Kỳ. Nàng biết cái tên Long Huyền Diệp này là một đệ tử mạnh mẽ của Học viện Thiên Vị Thần Viện, đã trải qua 3 lần đoạt mệnh, vượt xa cao thủ cảnh giới đoạt mệnh bình thường. Hắn tu luyện đại đế khí công thâm hậu vô cùng, tùy ý xuất thủ cũng có thể giết cảnh giới đoạt mệnh bình thường. Thế nhưng bây giờ đã phải thi triển ra cả Huyền Hoàng Tháp mà cũng không thể vây khốn Dương Kỳ. Điều này chứng tỏ Dương Kỳ có lực lượng sánh ngang với cao thủ lần 3 đoạt mệnh. Trời ơi, Kỳ Nhi có được kỳ ngộ như vậy? Mặc dù Dương Tô Tô biết Dương Kỳ khi còn ở cảnh giới khí tông có thể đối kháng với cảnh giới đoạt mệnh, thế nhưng biểu hiện lúc này quá mức kinh người. Phải biết rằng cao thủ đoạt mệnh lần 1, lần 2 có sự khác biệt cực lớn, đừng nói tới chuyện đoạt mệnh lần 3. Tốt, rất tốt. Long Huyền Diệp đi ra từ bên ngoài, đứng trên cầu thang nhìn về phía Dương Kỳ. Đây là lần đầu tiên ta thấy một cường giả cảnh giới đoạt mệnh mà có thể chống lại đại đế khí công của ta. Nhưng mà ngươi cho rằng mình có thể kiêu ngạo ở trước mặt ta hay sao? Lúc nãy ta chỉ mới dùng 3 thành chân khí mà thôi. Cho dù ngươi dùng 10 thành chân khí thì như thế nào? Dương Kỳ lạnh lùng nói. Có bản lĩnh đánh với ta một trận. Kỳ nhi, cháu không nên kích động. Dương Tô Tố lập tức nói. Được, đánh một trận, nhưng mà ngươi đừng có hôi hệ là được. Trên mặt Long Huyền Diệp biểu hiện sát khí nồng đậm. Nhưng mà hôm nay ta không giết ngươi, không lâu sau Học viện Nhật Nguyệt với Học viện Thiên Vị sẽ có một lần quyết đấu. Mong rằng đến lúc đó ngươi đừng có lùi bước. Đi, chúng ta đi. Hắn vung tay áo, cuốn theo đám đệ tử khác cùng đi xuống chân núi. Hiển nhiên là hắn không nhốt được Dương Kỳ nên thể diện mất sạch, không còn dám ở lại nơi này. Với lại ở trong Học viện Thiên Vị đương nhiên là không thể giết Dương Kỳ, cho nên chỉ còn cách rời đi chờ cơ hội. Thấy Long Huyền Diệp rời đi, Dương Tô Tố thở dài một hơi. Cô, có chuyện gì vậy? Dương Kỳ hỏi. Kỳ nhi, Long Huyền Diệp gặp ta trong một lần săn bắn yêu thú. Sau khi cùng ta săn bắn yêu thú một thời gian, hắn cứ bám theo ta không buông tay. Lần này còn muốn cầu hôn ta. May mà sư phụ đang bế quan, không có thời gian quan tâm tới hắn. Thế nhưng nếu mà hắn còn ở đây dây dưa thì một chuyện cũng chưa biết như thế nào. May mà Kỳ Nhi tới đúng lúc khiến cho hắn phải rút lui, bằng không thì ta thật phiền toái. Dương Tô Tố có chút bất đắc dĩ. Sau này Kỳ Nhi giết hắn là được. Dương Kỳ oán hận nói. Được rồi, cô đã luyện hóa thành công Thánh Ma Đồ chưa? Đoạt mệnh lần thứ 2 thành công rồi chứ? Đúng vậy, ta đã hoàn thành luyện hóa Thánh Ma Đồ, lĩnh ngộ chân lý Thánh Ma, thành công đoạt mệnh lần 2, hơn nữa còn tới sát danh giới cảnh giới đoạt mệnh lần 3.
Sau khi đoạt mệnh lần 3, dựa theo quy định của học viện, ta có thể trở thành đệ tử hạnh tâm. Cái tên Long Hồn Diệp vừa rồi, hắn cũng mới đoạt mệnh lần thứ 3 thành công, cho nên mới dám cầu hôn của ta. Nhưng mà thực lực của Kỳ Nhi quá mức khủng bố, có thể chống lại cao thủ cảnh giới đoạt mệnh lần 3. Dương Tố Tố nhớ lại tới cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt nhìn Dương Kỳ đã khác xưa. Nếu cháu toàn lực thi triển, đúng là có thể đối kháng với cảnh giới của thủ đoạn đoạt mệnh lần 3. Dương Kỳ nghiêm túc nói, nhưng mà chuyện này cô cần phải giữ kín giúp cháu, càng ít người biết thì càng tốt. Đó là đương nhiên, chờ khi thực lực của cháu tăng lên là có thể quang minh chính đại thi triển khí công của mình, Dương Tố Tố nói. Đương nhiên, Kỳ Nhi còn cần phải bái sư, kiếm một ngọn núi lớn mà dựa vào, như vậy mới có thể củng cố địa vị của mình. Sư phụ ta là Bách Hoa Thánh Nữ, là một vị đại trưởng lão trong học viện, người cũng sắp xuất quan rồi. Cháu cứ ở đây chờ một thời gian, sau đó ta dẫn đi gặp mặt người, bảo người giới thiệu cho cháu một sư phụ tốt. Với tu vi và thiên tư của Kỳ Nhi, chắc chắn có thể rất nhiều trưởng lão đều muốn thu cháu làm đồ đệ. À, trong lòng Dương Kỳ cũng đồng ý, nếu như có một sư phụ có khí công cao thâm, vậy thì rất có lợi với tiền đồ phát triển của mình. Trong học viện thiên vị, thế lực của hắn quá nhỏ bé. Hắn lập tức cùng với cô của mình tiến vào trong Bách Hoa Điện. Bình thường trong Bách Hoa Điện không có một bóng người, toàn bộ đều do Dương Tố Tố một mình xử lý. Nơi đây hầu như chỉ có ma thú sinh tồn. Bách Hoa Thanh Nữ là đại trưởng lão trong học viện, địa vị còn cao hơn rất nhiều so với các trưởng lão Bình Vũ, Anh Vũ. Dương Kỳ cũng muốn gặp vị kỳ nhân này. Bách Hoa Thanh Nữ vô cùng thích yêu yên tĩnh, không thích người khác gây tiếng động lớn trên ngọn núi của mình. Lần này nếu như không bế quan, kiểu gì bà ta cũng đá Long Huyền Diệp ra ngoài. Long Huyền Diệp đời đi nhanh như vậy, cũng sợ mình gây chuyện khiến cho Bách Hoa Thanh Nữ phải xuất quan. Hết chương 101. Bách Hoa Thánh Nữ. Trên Bách Hoa Phong có hai đại khí công quẩn nhau với nhau. Một đạo khí công là kiếm khí như rồng như rắn, kèm theo huyền bí của Xuân Hạ Thu Đông trong tứ quý kiếm thuật. Khi thì hóa thành sợi tơ kiếm khí bay khắp bầu trời, lúc lại như hoa tuyết rơi. Khi thì kiếm khí vang lên những thanh âm như tiếng sấm ì ùng. Kiếm khí như tiếng sấm, trong khi đó có một đạo kiếm khí khác như hoa tươi nở rộ, ngưng tụ thành vô số các bông hoa, nào là mẫu đơn, phủ dung hoa hồng, hoa bách hợp, u lan. Cánh hoa bay khắp bầu trời, ẩn chứa uy lực của chân khí. Một đạo là kiếm khí của Dương Kỳ, một đạo khác chính là khí công của Dương Tố Tố. Dương Kỳ đang thi triển khí công tổng hợp của Đại Nhật Cản Côn Kiếm và Tứ Quý Kiếm Thuật. Hai cái đều là vương cấp khí công, bị Địa Ngục Dung Lô dung hợp sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đương nhiên, nếu là cường giả sẽ nhận ra trong khí công này có ẩn chứa Tứ Quý Kiếm Thuật. Thế nhưng với tu vi hiện giờ, Dương Kỳ không còn sợ nữa, bởi vì trong học viện thiên vị cũng có phương pháp tu luyện Tứ Quý Kiếm Thuật, chỉ cần có điểm công lao là có thể đổi. Tuy rằng hắn không đổi, nhưng mà thân phận của hắn đã là đệ tử tinh anh, không ai dám điều tra hắn cả. Hơn nữa, đạt tới đệ tử tinh anh, học viện đã ngầm cho phép mỗi người có một bí mật nho nhỏ của mình. Keng, hai đạo khí kiếm đụng vào nhau, thân hình hai người bắn ra hai phía. Dương Tố Tố kinh ngạc nhìn Dương Kỳ. Kỳ Nhi, khí công của cháu thật là lợi hại, mới đoạt mệnh lần một mà lại có thể sánh ngang với cô đã đoạt mệnh lần hai. Phải biết rằng mỗi một lần đoạt mệnh đều có chênh lệch vô cùng lớn. Điều này cũng không tính là cái gì, nếu có cơ hội cháu sẽ cho cô thấy lực lượng chân chính của cháu. Hiện giờ trên Bách Hoa Phong chỉ còn lại Dương Tố Tố và Dương Kỳ, nên hắn cũng không cố kỵ gì nữa. Tư chất của cháu thế nào, sợ rằng một vài nhân vật cảnh giới truyền kỳ cũng coi trọng và thu làm đồ đệ. Lần này khi sư phụ xuất quan, thà xin người tìm cho cháu một vị sư phụ có uy danh
lớn. Dương Tố Tố đột nhiên nói: "Được rồi, ta nghe nói Dương Kỳ, Dương gia đã trở thành thánh chủ của thành Yến Đô, chuyện là như thế nào vậy?" "Hiện giờ phụ thân cháu đã thành lập một cái triều đình nhỏ," Dương Kỳ nói. "Phụ thân cháu xưng vương, hiện tại đang suy nghĩ về vấn đề quốc hiệu à?" Cô, cháu đã ở trong học viện thiên vị nhiều ngày nhưng vẫn có một câu muốn hỏi, đó là tình hình cụ thể của Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn, cháu muốn biết nơi này làm gì? Đây là một nơi cấm kỵ." Dương Tố Tố biến sắc. Kỳ Nhi vì muốn biết Huyền Không Sơn nên đã đi học không ít kiến thức về địa lý, nhưng không có một ai nói về Huyền Không Sơn cả, mà hắn lại không tiện hỏi người khác. Cô, phẳng chừng cô cũng biết chuyện của mẫu thân cháu." Dương Kỳ trịnh trọng nói. "Mẫu thân của cháu?" Dương Tố Tố trầm mặc một lúc mới nói: "Từ nhỏ ta luôn sống với cháu nhưng không nhìn thấy mẫu thân của cháu lần nào. Nghe nói là lúc cháu mới sinh ra, mẫu thân của cháu đã rời đi. Khi đó ta còn quá nhỏ nên không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Sau đó ta được sư phụ mang đến học viện thiên vị, không cách nào biết chân tướng của sự việc. Lẽ nào mẫu thân của cháu có quan hệ với Huyền Không Sơn?" "Đúng, phụ thân cháu gửi thư nói mẫu thân của cháu là thánh nữ của Huyền Không Sơn." Dương Kỳ nói. "Cái gì? Thánh nữ Huyền Không Sơn?" Dương Tố Tố biến sắc. "Điều này không có khả năng. Huyền Không Sơn là nơi nào?" "Đó là thánh địa của yêu tộc, trong đó có rất nhiều cổ đại thánh." "Vậy thì thánh nữ của họ sẽ như thế nào?" "Chính là một người nổi danh nhất ở yêu thú. Nếu đem so sánh Dương gia chúng ta với Huyền Không Sơn thì chẳng khác nào một hạt bụi, không bằng một con kiến. Nếu mẫu thân của cháu là thánh nữ của Huyền Không Sơn thì sao có quan hệ với phụ thân cháu được? Một người ở trên trời, một người ở nhân gian, địa vị kém nhau quá xa. Cháu biết nên mới phải kiếm chứng một chuyện này. Nếu Huyền Không Sơn có tin tức của mẫu thân, cháu sợ muộn cũng đi vào trong đó. Hơn nữa mẫu thân của cháu đã từng nói với phụ thân, chỉ cần có một ngày phụ thân cháu trở thành chủ nhân của toàn bộ đại lục, người sẽ lại xuất hiện trước mặt chúng ta. Dương Kỳ cười khổ. Chủ nhân của toàn bộ đại lục Phong Nhiêu, làm sao có thể? Dương Tố Tố nghe thấy vậy thì không dám tin tưởng. Trên đại lục Phong Nhiêu này quần hùng như nước biển, có học viện, có thánh tổ hoàng triều, các đại môn phái, hải tộc, yêu ma, tất cả vẫn tranh đoạt với nhau mà không phân thắng bại. Không ai có thể coi là chủ nhân thực sự của đại lục. Ngay cả vị hoàng đế khai sáng ra thánh tổ hoàng triều cũng chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa mà thôi. Vậy Huyền Công Sơn thì như thế nào? Dương Kỳ hỏi tới một câu then chốt. Huyền Công Sơn địa vị vô cùng cao. Đại lục Phong Nhiêu vốn chỉ là một phần của Huyền Không Sơn. Nó không ở trên đại lục này mà là ở một không gian khác. Nhưng mà trên đại lục Phong Nhiêu có thất thập nhị động yêu vương, đều là thần tử dưới trướng của Huyền Không Sơn. Mỗi một yêu vương đều có tu vi ở cảnh giới truyền kỳ, nhưng họ cũng chỉ là một thế lực nhỏ của Huyền Không Sơn mà thôi. Ở trên các đại lục khác cũng như các thế lực như vậy tồn tại. Dương Tố Tố nói, cháu đã muốn biết về Huyền Công Sơn, ta sẽ nói cho cháu biết vài điều. Ở thời viễn cổ, đại lục Phong Nhiêu chúng ta không được gọi là đại lục, mà được gọi là Phong Châu, thuộc về một chi nhánh của đại lục Hồng Hoang. Sau đó, ở thời kỳ viễn cổ xảy ra thần ma đại chiến, làm cho mặt đất tan vỡ, đại lục Phong Nhiêu tách khỏi đại lục Hồng Hoang, trở thành một đại lục mới, giống như vô số đại lục khác bị chia lìa. Mà Huyền Công Sơn cũng bị chia tách trong trận đại chiến đó, tạo thành một thế giới mới ở ngoại vực vô tận, nằm trong thời không loạn lưu, đúng là thần kỳ. Thì ra là thế. Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, nơi đó có một Huyền Công Sơn mà mẫu thân của mình cư trú. Đột nhiên Dương Kỳ cảm thấy mẫu thân mình giống như tiên nữ trong thần thoại. Phụ thân là một người phàm nhưng lại có một nguyện vọng vĩ đại, đó chính là muốn đoàn viên với mẫu thân của mình nơi thượng tiên. Truyền thuyết Huyền Công Sơn đối với hắn mà nói giống như trời. Cho dù hiện giờ hắn tu luyện tới cảnh giới đoạt mệnh,
có thọ mệnh rất lâu nhưng vẫn không cách nào tới nơi đó được. Hai người đều im lặng. Ông! Đúng lúc này, trên một ngọn núi cao phút tận trời của Bách Hoa Phong có một âm thanh du dương như chuông vang tới. Trong giây lát đó, Dương Kỳ cảm thấy một cỗ chân khí cường đại bộc phát ra xung quanh. Vô số hoa tươi, rất nhiều yêu thú ở đây đều vui mừng không xiết. Có một con bướm thật lớn bay lên, phấn bướm tạo thành vô số chữ trên không trung, giống như cung nghênh một đại nhân vật vĩ đại xuất hiện. Sư phụ xuất quan, Dương Tô Tố vội vã kéo Dương Kỳ quỳ xuống đất. Dương Kỳ lén lén phóng một luồng chân khí thăm dò. Hắn nhận ra trong tầng mây cao nhất của ngọn núi kia có một hình ảnh của một người con gái đang xuất hiện. Chân khí hình người của nữ tử này cao chừng 10 trượng, giống như thiên thần, sau đó nén lại và biến mất. Sau đó khí tức cường đại phủ xuống cung điện trước mặt. Một thiếu nữ mặc y phục bách hoa đẹp tuyệt vời xuất hiện. Thiếu nữ này rất nhỏ tuổi, trông chỉ độ khoảng 15-16 tuổi, thế nhưng uy nghiêm không cách nào che giấu. Mỗi một cử động đều bộc lộ một loại khí tức khổng lồ, làm cho Dương Kỳ cảm thấy chỉ cần hắn có một điện địch ý là bị khí tức này ép thành cho bụi. Thật là mạnh mẽ, cho dù có khi thi triển toàn bộ chân khí cũng không phải đối thủ của nàng ta. Thanh nữ này có cảnh giới gì, đoạt mệnh bao nhiêu lần? Trong lòng Dương Kỳ chấn động, sư phụ của cô chính là cường giả vô thượng, đã trải qua 9 lần đoạt mệnh. 20 năm trước đã bắt đầu tìm hiểu truyền kỳ và là một trong những đại trưởng lão có hy vọng trở thành truyền kỳ nhất. Dương Tô Tố ghé vào tai Dương Kỳ nói, hơn nữa sư phụ của ta tuổi không lớn lắm, mới chỉ hơn 40 tuổi mà thôi, không giống với mấy lão mấy trăm tuổi trong học viện. Tố Tố, tại sao lại cho một nam tử ở Bách Hoa Phong? Nữ tử này mới phủ xuống nhìn thấy Dương Kỳ liền nhíu mày nói. Dương Kỳ cũng nhận thấy toàn bộ thân mình giống như một trần trụi, mọi bí mật đều bị hiểu thị không thể giấu giếm được. Cũng may hắn đã sớm luyện thành ma thần phong ấn, cho nên Bách Hoa Thanh Nữ không cách nào nhìn thấu điểm khác thường. Sư phụ, đây là cháu của con, cũng là người của Dương gia. Hắn là một thiên tài, hiện giờ mới 19 tuổi đã đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, đang là đệ tử tinh anh của Học viện Thiên Vị. Còn hy vọng sư phụ có thể giới thiệu cho hắn một lão sư tốt. Dương Tô Tố đi tới trước mặt Bách Hoa Thanh Nữ cười nói. Nàng và Bách Hoa Thanh Nữ thân thiết cho nên nói chuyện không bị câu thúc. À, 19 tuổi đã tới cảnh giới đoạt mệnh. Nghe Dương Tô Tố nói như vậy, Bách Hoa Thanh Nữ cũng chấn động nhìn trước kỳ vài lần rồi nói. Trong số đệ tử tinh anh cũng có một vài người 19 tuổi. Trên đại lục Phong Nhiêu có một quy định bất thành văn. Dưới 20 tuổi tu luyện đạt tới cảnh giới đoạt mệnh là được coi thiên tài. Xem ra ngươi cũng là một thiên tài. Đại trưởng lão quá khen, đệ tử không dám nhận. Dương Kỳ dạy nói năng theo quy củ của học viện. Hắn là đệ tử tinh anh trong học viện, cho nên đối mặt với Bách Hoa Phong Thanh Nữ phải có một số quy định ước thúc. Sư phụ, vừa rồi Long Huyền Diệp của Học viện Nhật Nguyệt lại tới nữa. Hắn đã đột phá thành công đoạt mệnh lần thứ 3, chuẩn bị cầu hôn con, may mà bị Kính Nhi đẩy lùi, mong rằng sư phụ có thể đứng ra nói chuyện này với việc Học viện Nhật Nguyệt, tránh việc hắn cứ quấy rối con nữa. Dương Tô Tố cáo trạng hỗn láo. Bạch Hoa Thanh Nữ nghe thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống. Long Huyền Diệp này chẳng nhẽ lại không biết đã làm đồ nhi của ta là cả đời không lấy chồng, toàn tâm toàn ý truy cầu cực hạn của khí công, sao lại bị tình yêu mà vướng bận. Vừa rồi con nói gì cái gì? Long Huyền Diệp bị cháu của con đẩy lùi, chẳng phải con nói hắn mới đã đoạt mệnh lần thứ 3 thành công rồi hay sao? Bách Hoa Thanh Nữ nghi hoặc nhìn Dương Kỳ nói. Ngươi tên là Dương Kỳ đúng không? Làm đệ tử tinh anh đúng là đã có tư cách kiếm cho một số trưởng lão nhớ tên. Nhưng mà bây giờ ngươi mới chỉ là nhân vật đoạt mệnh lần 1, có khoảng cách cực lớn với nhân vật đoạt mệnh lần 3. Tại sao ngươi có thể đánh bại Long Huyền Diệp? Hết chương.